Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và người tham gia giao thông vi phạm các quy định về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đó là các hành vi như đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền dịch bệnh, không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch, đưa người phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch, đặc biệt là hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế như không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.